Thưa quý vị, và chúng ta đã vừa nhắc đến khái niệm bệnh viện an toàn, và rõ ràng trong làn sóng quay trở lại của dịch COVID-19 lần thứ 2 và thứ 3 Việt Nam thì có thể thấy là bệnh viện và các cơ sở y tế chính là những nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch cao nhất, và các ổ dịch chính là các bệnh viện ở trong hai làn sóng vừa rồi, và câu chuyện từ Đà Nẵng là một bài học. Vì vậy, trước thực tế này thì việc xây dựng mô hình bệnh viện an toàn là điều thiết yếu để giảm thiểu tối đa nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập vào những nơi tập trung đông người yếu thế, những cái người bệnh vốn đã có những cái bệnh lý nền sẵn có. Vâng ạ, và cũng chính vì vậy mà Bộ Y tế đã vừa giao cho Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ là đầu mối để xây dựng mô hình bệnh viện an toàn ứng phó với COVID-19. Vậy mô hình đó như thế nào? Quy trình đón tiếp bệnh nhân ra sao để có thể giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên VTC9 chúng tôi ngay sau đây. Đưa người nhà tới Bệnh viện Phổi Trung ương thăm khám, ngoài đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, anh Đặng Văn Trường ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội phải thực hiện khai báo y tế 3 lần để bảo đảm an toàn. Đây cũng là quy định chung của bệnh viện với người tới khám tại các khoa lâm sàng. Dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng họ không cảm thấy phiền hà mà tuân thủ chấp hành. Dịch thì không chờ một ai, nhưng mà mình cứ làm đúng cái quy trình của mình ấy, thì cái cảm giác an toàn của mình nó cũng cảm thấy nó cũng yên tâm hơn một chút. Chứ mà vào đây mà không có cái kiểm tra sức khỏe ban đầu như vậy thì khi mình về mình cứ lăn tăn là không biết vào bệnh viện, mình đưa ông đi khám bệnh như thế này thì về không biết là có ai nhiễm không, hay là những người ở đâu đến hay người thế nào, thì mình cảm thấy nó không an toàn. Các bệnh nhân này tuân thủ quy trình sàng lọc 3 lớp đang được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Cụ thể, lớp 1 được thực hiện ngay tại cổng ra vào. Bệnh nhân và người nhà đến bệnh viện sẽ được phân luồng lối đi, thực hiện các biện pháp đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế. Nếu có yếu tố dịch tễ, dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, bệnh nhân sẽ được chuyển sang khu cách ly riêng. Lớp 2, sau khi vào khoa khám bệnh, người bệnh tiếp tục được đo thân nhiệt, khai báo y tế và tuân thủ khử khuẩn. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và các kết quả ban đầu, trường hợp nghi ngờ sẽ được xử trí kịp thời, bảo đảm cách ly ngay. Lớp 3 là chốt chặn tại các khoa lâm sàng. Sau khi khai báo y tế lần 3, bệnh nhân mới sẽ được đưa tới thăm khám ở các phòng đệm. Chỉ khi bảo đảm không nhiễm SARS-CoV-2, họ mới được đưa về buồng điều trị thông thường. Lớp 1 là lớp cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể phân được. Thậm chí các cái xét nghiệm như là chụp X-quang, thì Bệnh viện Phổi Trung ương có xe X-quang di động đặt ngay tại cổng, để nếu cần thiết phải chụp ngay ở tại cổng, do chỉ định của bác sĩ ở phòng khám cách ly. Hàng đầu là cái phản xạ của người cán bộ làm công tác sàng lọc, tức là muốn nói đến thầy thuốc, kể cả các cái điều dưỡng đang làm công tác sàng lọc ngay lớp 1. Cái phản xạ rất quan trọng. Mô hình bệnh viện an toàn đang thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương có thể phù hợp với mọi cơ sở y tế. Tùy vào tình hình thực tiễn, mỗi đơn vị sẽ có cách bố trí phù hợp. Tôi muốn nói là cái mô hình này nên được áp dụng ở tất cả các bệnh viện, dù lớn hay nhỏ. Có thể cần phải có một số những cái kinh phí thì sẽ không nhiều, những kinh phí để sửa chữa làm sao cho nó phù hợp, để đáp ứng được cái mô hình để được hoạt động. Cổng bệnh viện dứt khoát phải có một phòng khám cách ly, dứt khoát phải có một không gian để chờ đợi sàng lọc. Dù có chật hẹp như thế nào thì chăng nữa, cũng phải có như vậy. Hiện nay, để bảo đảm an toàn cho các cơ sở y tế, người nhà không được vào thăm bệnh nhân tại các khoa nội trú. Người ở lại chăm sóc phải đăng ký, đối chiếu với chứng minh thư nhân dân. Đây cũng là biện pháp cần thiết bảo vệ bệnh viện trước đại dịch.